Anh Tuấn Lâm, cái anh Tuấn Lâm. Sơn ơi, không to lên em. Nào trên nào. Giữa chạm vào trước. Phải môn. Chào giữa mắt ơi. Rồi, luôn. 3 đánh 3. Vào. Bật giữa là chết ơi. Để thôi. Sau đâm, ngược lại đi. Sau nha. Giữa vô. Rồi. Cuốn. Lao 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 không. Đông rồi. Hết người. Cánh luôn. Người dẫn đó, chưa lùi đi. Đào ở giữa thôi anh em ơi. Đào một ra nào. Tuấn Lâm. Bình tĩnh thôi. Hay rồi. À Hoàng Anh. Đuổi đuổi. Còn nữa. Rồi đi. Rồi qua rồi. Đừng quay lưng. Mạnh mẽ lên. Quay lưng là truyền rồi mà chứ không đông. Rồi xuống bóng. Biến đâu, một ông dạn biến ra. Phật cần gì phật đâu người đâu ở đấy. Phong ơi, chạy lên, chạy lên, bỏ cánh ra, chơi à, con đang chơi ơi, con vừa lên để chọn cái gì chút rồi, mấy ông chút để mà để cái đâu, tin em không vừa lên gì đâu, mình tin em chắc lên. Rồi. Chào lui lao. Hết lần tiền mua áo chào lại đi nào. Chào. Ăn. Đá đi em ơi. Bia. Chạy bên này đi. Tốt đây. Quý ra. Sơn khổng lồ. Hoàng Anh trên chạy. Tốt. Mua được mình. Chào lùi đi. Sơn đẩy lên. Coi rồi. Đá đi. Đi vào anh ơi, đừng nào.
Tuấn Hoàng Anh ra, Tuấn và Hoàng Anh ra. Lâm. Lâm rồi Hoàng. Tuấn Anh đâu rồi? Đây. Hoàng Anh đây. Giao luôn đi. Hoàng Anh ra. Bắt ở trên đi, bắt trên. Hai người bắt trên. Hoàng Ui. Tốt rồi. Cháu ơi, đẩy giữa một lùi tí nữa đi. Chia bài thôi. Không lên TV à? Bạn lên lúc nào ấy? Ôi, quý ạ. Sang rồi. Tốt. Lên. Lùi đây. Hoàng ơi. Cạnh đừng lỡi. Hoàng cầu lỡi. Vẫn thắng bình thường. Thả bò giữa đây cho Luân đẩy cái. Vẫn thắng bình thường. Không.
Anh đang đâu ấy? Hả? Đang ở nhà con khỉ. Đang ở nhà con khỉ nói phét. Like a star in the sky, I'm okay.
sẽ Trẻ Nhuế cùng với các cầu thủ anh em Nam Hồng sẽ là những đội bóng đi tiếp.
sau khi ghi nhận và lễ pháp là những đội bóng sẽ bị không. Không, xin lỗi các bạn, là cầu thủ lễ pháp hoàn toàn là còn cơ hội. Nếu như các bạn, nếu như cầu thủ lễ pháp có thêm bàn thắng. Tập trung vào. Đã nhắc rất nhiều lần rồi là đá biên thì các cầu thủ phải để bóng ở trên tay. Alo. Thanh Tuấn sẽ là người phát bóng lên, sơ chim số. Cao ơi, kéo xuống lên bóng. Đạt xuống, kéo xuống. Đấy, có bóng ở đây rồi. Mạnh ơi, Mạnh ơi. Mạnh ra đứng tiếp bóng đi. Để quan sát bóng, xem mình đôi bay đâu. Đây là một pha đá phạt biên. Quá mạnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cầu thủ viên đội vẫn đang là người cầu bóng. Bắc Sơn. Tôn Tú chuyền bóng hơi nhẹ một chút nhưng Bắc Sơn đã xử lý được. Một pha sút xa của trung vệ bên phía biên đội. Bên cầu thủ. Lâm lùi, lâm lùi. Bên cầu thủ Lê Pháp có sự thay đổi người. Hoàng Tô rời sân và người vào sân là Thế Hải. Pháp đang tổ chức tấn công. Sút xa. Vân Quý. Tiếp tục là một tình huống sút từ rất xa. Đội Nam Hồng vừa sút bóng bay ra ngoài. Đề nghị là một cầu thủ dự bị của đội Nam Hồng ra nhận bóng không phải. Phản công cho các cầu thủ biết thôi. Văn Phòng quá chậm chạp. Không hiểu Văn Phòng đã tỉnh ngủ chưa. Cầu thủ của Liên Pháp đang tập tĩnh. Có vẻ như là anh không thể tiếp tục thi đấu. Em ơi, nằm xuống. Bên phía Lê Pháp tay người Thế Hải sau khi vừa vào sân thì đã bị chấn thương. Ai vào sân nhỉ? Tên là gì?
chưa ghi được. Thay vào sân là số 99 Quang Tô, cầu thủ vừa mới rời sân một ít phút đây. Văn phòng này ngã rất nhiều. Trung Sơn, Thái Bảo, cầu thủ viên đội phải cần gia tăng sức ép nếu như họ không muốn sớm bị loại. Một pha quay người dứt điểm rất nhanh. Bây giờ là phản công cho các cầu thủ Viên đội. Thế bảo người đã có 3 bàn thắng thì thi đấu dài. Một pha dứt điểm nhưng trung vệ bên phía Lê Pháp vẫn kịp thời can thiệp. Các cầu thủ Viên đội cần hết sức khẩn trương, thời gian không chờ đợi ai cả. Trong khi ở phía sân số 2 có vẻ như các cầu thủ anh em Nam Hồng sẽ được thưởng hưởng một cú phạt đền. Chính vì vậy trận đấu này sẽ rất khó khăn với hai đội ở sân số 1. Nhưng thủ môn của Trẻ Nhuế đã rất xuất sắc. Khán giả ở sân số 2 cổ bên phía kia Trẻ Nhuế đã tỷ số sân số 2 vẫn đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ anh em Nam Hồng. Và hai đội bóng ở sân số 1 vẫn còn rất nhiều cơ hội. Sút xa bên phía các cầu thủ Lê Phát tiếp tục bỏ sân thay đổi người. Lâm Tây rời sân và người vào sân là Công Tuấn, cầu thủ sinh năm 1994. Văn Phong xử lý quá là đơn điệu, nhưng pha xử lý của Văn Phong đã bị trung vệ bên phía Lễ Pháp bắt bài. Pha xử lý rất đơn điệu, đều là những tình huống đẩy bóng sang chân phải và sút, không có gì bất ngờ cả. Tiếp tục là một tình huống đá biên thì vẫn còn không, trọng tài đã xác định bóng đi ra ngoài được biên. Trận đấu sân số 2 đang diễn ra rất căng thẳng. Khán giả của hai đội đề nghị là các cầu thủ của Trẻ Nhuế là ở ngoài sân dự bị là ngồi xuống. Đề nghị là các cầu thủ mặc áo của Trẻ Nhuế là ngồi xuống ạ. Quay trở lại với diễn biến của trận đấu ở sân số 1, Viên đội vẫn đang là đội bóng rất khẩn trương. Và đây là quá cầu thả, một tình huống phản công cho cầu thủ Lê Pháp. Sút không. Một pha truy cản có lẽ là trái phép của Khắc Sơn. Một tình huống đá phạt ngay sát vào cấm địa dành cho cầu thủ Lê Pháp. Hai trận đấu vẫn đang diễn ra rất sôi nổi.
Vào rồi. Cam Hồng đang tạo ra những bất ngờ. 2-0, rất bất ngờ. Các cầu thủ Lễ Pháp có vẻ như là đội tuyển số 7 lại không thể thi đấu, là một cái rớt gì đó. Vâng, tiếp tục là thay người rồi. Thế Hải lại vào sân. Luân lên đá giữa. Vâng, các cầu thủ Lễ Pháp đang sử dụng rất nhiều quyền thay đổi người, 3 sự thay đổi người liên tiếp, và chỉ thi đấu được khoảng 2 đến 3 phút thôi thì các cầu thủ lại có sự thay đổi người. Rất khẩn trương, các cầu thủ bên đội cần phải hết sức khẩn trương, ít nhất họ phải có một tỷ số hòa thì họ mới có hội để đi tiếp. Vẫn là Trung Sơn, Văn Phong, lại là một tình huống dứt điểm từ phải nói là rất xa, không có gì khó khăn khi mà bóng đã đi trên khung thành. Với tỷ, nếu như tỷ số này được giữ nguyên thì các cầu thủ anh em Nam Hồng sẽ cùng với Trẻ Nhuế lọt vào vòng tứ kết. Thế Hải sẽ là người thực hiện và đá biên. Văn Quý, Quý không thể qua được cả Khắc Sơn. Phản công cho các cầu thủ bên đội. Thủ viên đội chuyền bóng như là thiếu cơm, chuyền rất nhẹ và tiền chuyển rất nhiều. Khắc Sơn, Thế Hải, cầu thủ Lễ Pháp lại tiếp tục thay người, thay đổi người thứ tư. Thế Hải rời sân, Minh Trường là người vào sân. Bóng rất trẻ bên phía Lễ Pháp, bóng vẫn trong sân. Thành Luân đã có một pha xử lý bóng khá khôn ngoan, lấy về một tình huống đá biên cho các cầu thủ bên phía Lễ Pháp. Văn Quý không kịp bây giờ. Tôn Tú, cầu thủ bên đội đang tổ chức tấn công. Khắc Sơn, Khắc Sơn là một trung vệ nhưng đang rất lên rất cao. Và cản người không bóng của Thành Luân. Khẩn trương lên phong. Ngoài vạch,
Alo. Bên phía Viên đội có sự thay đổi người, Minh rời sân và Khắc Thành vào sân. Minh Con rời sân. Vẫn còn rất nhiều thời gian để cho hai đội có thể ghi thêm được những bàn thắng. Nếu như Lê Pháp có thêm được một bàn thắng nữa thì họ cũng sẽ có một hiệu số tốt để có thể cạnh tranh với các cầu thủ em Nam Hồng. Và Viên đội cũng như vậy, một bàn thắng nữa thôi thì họ sẽ có thể cạnh tranh được với không được một tình huống căng ngang có ý đồ của Trung Sơn. Phản công rất nhanh cho cầu thủ Lê Pháp, vẫn là cầu thủ Lê Pháp, một pha rất đẹp. Đáng tiếc là bóng đã đi trên cột dọc và dứt điểm rất hiểm, nhưng bóng đã đi trên cột dọc và bây giờ đang lại. Vương Sơn chịu số đã cắt bóng rất nhanh, đã đọc được ý đồ đi bóng của cầu thủ bên phía Viên Nội và đã lao ra cắt bóng rất kịp thời. Khắc Sơn, cầu thủ Viên Nội cần phải khẩn trương. Điều chuyền bóng của cầu thủ áo trắng thường đi không chính xác. Tuấn Tú, Trung Sơn chuyển sang, hơi chậm mất rồi. Và cầu thủ số 51 Minh Trường bên phía các nặng Lễ Pháp đã kịp thời lui về can thiệp. Vẫn đang còn, bóng đang lượn quẩn ở trước vòng cấm địa của Lễ Pháp và dứt điểm hơi với Tuấn Tú. Không có bất cứ sự khoan nhượng nào ở trong trận đấu này. Cầu thủ đã bảo một pha vẫn không vào và dứt điểm của Văn Phong. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá phạt cho cầu thủ Viên Nội. Rất khó khăn, những giây phút rất khó khăn của các cầu thủ áo trắng. Và đây sẽ là một cơ hội rất tốt để cho các cầu thủ Viên Nội tìm được bàn thắng xa hoa. Từ trước bóng này đang là Văn Phong, Tô Tú và thậm chí và là cả Thái Bảo nữa. Hơi chậm mất rồi, tình huống xử lý hơi chậm của cầu thủ Viên Nội. Vẫn là một cú sút của Văn Phong. Không hiểu Văn Phong hôm nay gặp phải vấn đề tâm lý hay sao mà cầu thủ này dứt điểm rất nhiều. Cứ có bóng là Văn Phong sút. Vâng, một tình huống phản công nên cho cầu thủ Lê Pháp. Hai đội sút rất nhiều. Thay người, xin thay được người thứ 5, thứ cuối cùng rồi. Người rời sân sẽ là Sơn Xíu Số. Có thể là Quân Đại sẽ là người vào sân. Sơn Xíu Số đã chơi rất hay từ đầu trận. Thành Luân sẽ là người thực hiện pha đá biên. Không được, phản công cho Viên Nội. Rất cố gắng, một tình huống theo bóng rất cố gắng của Tô Tú.
Dù vậy thì cầu thủ này không thể cứu được trái bóng trong sân. Sẽ là một tình huống đã biết cho Lê Pháp. Cầu thủ của Lê Pháp cũng đang rất khẩn trương. Họ cũng không muốn trận đấu dừng lại ở con số 1-0. Phản công cho các thủ phía đối. Khánh Thành rất có hiểu của đường chuyền bóng sửa lưng của Khánh Thành. Tiếp tục đột phá dứt điểm. Văn phòng đang dứt điểm rất nhiều. Có lẽ như là trận đấu bên phía sân số 2 đã kết thúc với tỷ số 2-0 cho các cầu thủ anh em Nam Hồng. Thay người, Khắc Thành rời sân và Văn Dũng sẽ là người vào sân. Cầu thủ Nam Hồng đang rất muốn trận tài chính thổi còi kết thúc trận đấu. Dù vậy thì trận đấu ở sân số 1 đã diễn ra chậm hơn một chút so với trận đấu ở sân số 2. Vì vậy thời gian vẫn đang là đã còn dành cho hai cầu thủ hai đội. Sự cố gắng của hai đội sẽ làm gì cho những phút này. Văn Phong thay vào một pha xử lý rất là mềm mại, vẫn không được. Và một tình huống chơi bóng rất đồng đội, một pha chuyền xa là bắt đạt Tuấn Tú. Văn Phong không vào. Không hiểu điều gì đang xảy ra trên sân. Hai cầu thủ liên tiếp dành cho cầu thủ chiến đội. Và rất đáng tiếc là Văn Phong đã sút bóng trên khung thành khi mà khung thành đã bỏ trống. Những giây phút đang rất căng thẳng. Có lẽ trận đấu sẽ được không có lỗi của cầu thủ bên phía Lê Pháp. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Sẽ là một đường đá phạt lên. Đá phạt cho cầu thủ Huy đội, một tình huống đá phạt lỗi thật. Công anh ơi, mày không biết lăn cái bóng ra. Một pha tung móc không được. Tỷ số vẫn đang là 1-0 cho cầu thủ Lê Pháp. Hai đội phải khẩn trương bởi vì một bàn thắng nữa thôi thì Lê Pháp cũng sẽ là đội có cơ hội. Và Viên đội cũng như vậy, mỗi đội chỉ cần có một bàn thắng nữa thôi. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Dù không ở trình độ cao nhưng trận đấu đang có tính chất rất căng thẳng. Phản công cho cầu thủ Viên đội sẽ là một tình huống phản công nhanh. Thế bảo đó là người đi bóng không được. Rất cố gắng cầu thủ Viên đội, có vẻ như đã rất cố gắng. Tiếp tục là một tình huống đá biên lỗi. Cầu thủ Lê Pháp không hiểu rằng đang điều gì đang xảy ra với cầu thủ hai đội. Lỗi liên tiếp cả hai đội. Hai đội đều đang chơi rất bất tập trung. Một pha phạm lỗi rồi. Những giây phút đang rất căng thẳng với những khán giả có mặt ở trên sân bóng Nam Hồng. Một trận đấu được sự quan tâm của rất nhiều khán giả và những cầu thủ Nam Hồng. Họ đang mong cho trận đấu kết thúc sớm. Lại là một sự thay đổi người. Văn Dũng có vẻ như là đã cố gắng thi đấu nhưng không thể. Người vào sân lại là Khắc Cảnh. Rất khẩn trương, rất cố gắng. Cầu thủ Viên đội đã cố hết sức rồi, thậm chí là những cầu thủ chấn thương ở trong hiệp 1 nhưng đã cố gắng để trở lại sân thi đấu. Dù vậy thì bàn thắng vẫn đang lẩn trốn đội bóng này. Khắc Sơn sẽ là người đứng trước bóng. Nhưng giây phút đang rất quyết định. Không được. Trái bóng đã bật ra. Đang rất khẩn trương. Thái Bảo một đường chuyền lại. Vẫn không vào. Văn Phong đã sút và đó là đến 16 quả phút phạt. 16 phát dứt điểm ở trong trận đấu này. Nhưng chưa một lần bóng đi trúng hơn. Phạm lỗi rồi. Không hiểu điều gì đang xảy ra với Văn Phong. Liên tiếp dứt điểm bằng cả hai chân. Nhưng trái bóng vẫn đang lẩn trốn khung thành. Hai đội chấn thương.
Một thẻ vàng đã được rút ra. Một trận đấu rất nhiều chấn thương, rất nhiều thẻ phạt ở trong hiệp 2. Cầu thủ Việt đội có lẽ là số 5 nghĩ rằng là phải chờ coi. Không hiểu điều gì đang xảy ra ở trên sân. Cầu thủ thi đấu rất mất tập trung. Liên tiếp là những lỗi rất là cơ bản của hai đội. Đá biên rồi đá phạt. Sút xa không được. Tô Tú. Trái bóng vẫn đang luẩn quẩn ở khu vực giữa sân. Thế bảo, một con trọng tài. Văn Phong chỉ có biết sút thôi. Không hề một pha phối hợp nào với đồng đội với cổ Văn Phong cả. Một pha phân công lên đây bắt. Không vẫn còn. Trọng tài đã cho phát lợi thế. Có lẽ trọng tài đã cho cầu thủ lên khác được hưởng ngay lợi thế. Nhưng pha dứt điểm và hốt chấm của cầu thủ bên phía. Hết rồi. Một trận đấu rất căng thẳng. Kịch tính cho đến phút cuối cùng. Và hai đội xứng đáng bị loại sau vòng đấu bảng với những sai lầm, sẵn sai lầm của cả hai đội. Và xin chúc mừng cao thủ Nam Hồng cùng với trẻ nhuế sẽ là những đội bóng đi tiếp ở giải đấu năm nay. Và ngay sau đây thì xin mời các đội bóng thi đấu ở lượt trận tiếp theo về gặp ban tổ chức để